Một gia đình ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông liên tục bị hai nam thanh niên khủng bố bằng bom xăng và chất bẩn. Sự việc khiến người trong nhà luôn hoang mang, lo sợ và cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin đang xử lý vụ việc. Ông BVS ở tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa cho biết, từ tháng 9 năm 2023 đến nay, gia đình ông nhiều lần bị hai kẻ làm mặt ném chất bẩn vào bom xăng vào nhà. Cụ thể, hai thanh niên lạ mặt đi xe máy đã bốn lần ném chất bẩn gồm mắm tôm và trứng thối, bom xăng vào nhà ông S. Có lần các đối tượng ném bốn quả bom xăng lên máy và cửa nhà, khiến dây điện, cửa nhà đều bị cháy. Gia đình bị ném bom xăng nghi ngờ nguyên nhân của sự việc trên là do việc ông S bán đất cho một người tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Tuy nhiên, việc bán đất không suôn sẻ nên ông S phải trả tiền cọc và bị người mua ép trả thêm tiền lãi, từ đó nợ 100 triệu đồng theo công an phường nghĩa trung thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã cử lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ và đang điều tra làm rõ